thế giới tương lai, nơi sự tồn tại của Zamas và Black gieo rắc nỗi sợ tột cùng. Từ bây giờ, cơ thể bất tử của ta cùng với sức mạnh của Son Goku sẽ tiêu diệt hết loài người, đẩy hai thế lực hiện tại và tương lai bước vào cuộc chiến sinh tử. Vận mệnh trái đất 17 năm sau liệu có được thay đổi? Đón xem 7 viên ngọc đồng siêu cấp phát sóng lúc 18:30 thứ hai đến thứ sáu trên kênh HTV3 Dreams TV.